Xin chào các em nhỏ. Có một số bạn nhỏ yêu cầu chị Táo Đỏ làm phim về cuộc sống của búp bê Barbie trong chính ngôi nhà búp bê mà chị Táo Đỏ làm cho Trâm Anh đó. Chắc các em cũng đã xem bộ phim hoạt hình Barbie in Dream House rồi phải không nè. Bộ phim đó rất là vui và có rất là nhiều búp bê ở trong đó. Nhưng mà hiện tại thì Trâm Anh chỉ có một số búp bê thôi. Như là bạn gì đây nè? Trâm Anh chỉ có bạn Barbie, bạn Ken và bạn Ryan. Đây là Trâm Anh còn thiếu một số bạn nữa. Chứ bạn gì vậy Trâm Anh biết không? Dạ mình biết luôn rồi đó. Đó là Summer, Teresa và đặc biệt đó là Raquel. Vậy hôm nay chị Táo Đỏ và Trâm Anh sẽ mở thêm một số búp bê để làm phim về cuộc sống của búp bê Barbie nha. Dạ, yeah, chúng ta còn mở thôi. Đây là ba bạn búp bê mới của Trâm Anh đây. Wow, đây là bạn Raquel, đây là bạn Summer và đây là bạn Teresa. Wow, nhìn các gương mặt của bạn này rất là xinh đẹp. Và bây giờ mình sẽ mở ra thôi. Yeah, bây giờ mình sẽ mở bạn ra theo nha các bạn. Rồi để chị Táo Đỏ sẽ giúp Trâm Anh nha. Yeah, chị Táo Đỏ giúp Trâm Anh mở hộp ra. Cứng quá. Cứng quá hả? Barbie style. Mình thấy bạn này có lông mi thiệt. Đúng rồi, bây giờ Barbie style thì các bạn búp bê đều có lông mi hết. Bây giờ chị Táo Đỏ sẽ lấy búp bê ra thôi. Đây, đây là bạn Raquel của chúng ta. Wow, mình sẽ giới thiệu cho bạn nha. Bạn này có lông mi thiệt nè. Wow, rất là đẹp, rất là thẳng nha. Và bạn này có môi màu hồng, với lại là có tóc highlight màu nâu và màu đen. Wow, rất là đặc biệt. À, anh ấy có thêm một sợi dây chuyền vàng nữa nè. Wow. À, ở trong đây có mặc một cái áo nữa, hình giống bông hoa. Và bạn này có mang một cái túi màu đỏ nên đây các bạn. Wow, bạn này có mang một chiếc chồng lắp cánh nữa. Mình sẽ cho các bạn coi nha. Và ở đây còn có khớp cổ tay nữa. Đặc biệt là bạn này còn có khớp chân, khớp đầu gối luôn. Rất là đẹp, mình sẽ cho các bạn xem nha. Rất là tiền lạ lẹp. Bạn này có mang một cái quần jean. Yeah.
này ra nữa nha. Anh sẽ sử dụng những bản búp bê này để làm bộ phim về cuộc sống búp bê Barbie đó. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Anh ra nhiều video nữa nha các bạn ơi. Bye bye, cho Anh love you, bye.